15 câu đố chỉ những bạn thông tuệ kiến thức Đông Tây Kim Cổ mới giải được. Thế nhô anh em, hôm nay sẽ là một series những câu đố xoắn não hách mắt cực mạnh giúp bạn có nhiều kiến thức và trở nên thông minh tài giỏi như thám tử Conan. Sẵn sàng chưa? Mở đầu là một câu đố cực khoai đến từ vị trí của thám tử lừng danh Conan. Với nhìn lẻ một sắc thái Conan, cute hột me, chất như nước cất này, đố bạn tìm được hai Conan giống nhau. U là trời, mày ngắm cái sự đẹp trai quá mà mình tí thì quên giải đố. Thôi hết giờ thì show đáp án cho anh em luôn đây. Hai chiếc Conan giống nhau ở đây nè. Cú té quá trời anh em nhỉ. Ai là fan Conan thì nhấn like, thả tim ngay cho nhanh trí nha. Tiếp tục là một câu đố xoắn con nhà bà suýt, chỉ dành cho những bạn tinh mắt nhất lớp. Bạn nào mắt có hơi kém thì cũng phải cố lên. Đố bạn có bao nhiêu điểm khác biệt giữa hai Conan này? Qua bao nhiêu cái nổi bánh chưng, giải qua hàng nghìn câu đố nhanh trí rồi mà chưa gặp cái câu oan ta la văn xoắn não thế này bao giờ anh em ạ. Anh Edit, công con nhà bà bố là có 3 cái điểm khác nhau mà mình vẫn chưa tìm ra. Anh em có ai thấy điểm nào thì comment ngay cho mình biết với nhé. Đi một đường quyền với câu đố hại não cực mạnh mà giải được thì bạn chỉ có thông minh trở lên thôi. Đố bạn trong 10 giây tìm được đường để đến chỗ Conan. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan thì đừng vội nản, vì đằng sau nhanh trí còn nhiều câu đố hách não lắm. Và cái đáp của nhà bà án trong câu này chính là hook ghi đến được chỗ Conan đầu tiên. Mà anh em ơi, vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế, quan trọng là bạn có đủ nhanh nhạy tinh mắt để tìm ra giữa Conan và Nobita ai giàu hơn không? Tiền nhiều thì để làm gì? Tiền nhiều thì mua đồ ăn ngon thôi. Nhìn xem, Conan có nhiều đồ ăn ngon hơn Nobita. Hơn nữa, Conan còn mặc áo thương hiệu nổi tiếng, chứng tỏ đây là một đại gia chính hiệu rồi. Nối tiếp cái sự giàu có khó tìm ở câu trước, tiếp tục là một câu đố mà bạn phải là người thông minh, IQ cao nhất lớp mới trả lời được. Đố bạn, Nobita và Conan, ai ở nhà đắt tiền hơn? Người chơi hệ fan anime thì chắc chắn đều biết Conan và Nobita đều có gia cảnh không hề đơn giản. Nhà của Nobita ở Tokyo với giá khoảng 16 tỷ đồng, còn nhà của Conan mặc dù không ở thủ đô nhưng cũng có giá lên đến 40 tỷ đồng, gấp 3 lần nhà Nobita. Nói vậy thì các bạn biết ai là người giàu thực sự rồi đó. Quả là amazing good job phải không anh em? Nhắc đến Nobita thì không thể không kể đến cậu bạn mèo máy Doraemon quỷ thân sâu. Với chiếc túi bảo bối chứa cả thế giới, là fan cứng cựa của Doraemon, mình đố các bạn đây là món bảo bối đáng sợ nào của Doraemon? Dạ chua, dạ chua anh em ơi, một trong những món bảo bối thần kỳ nhưng cũng có phần đáng sợ, đó chính là bút chì máy tính. Món bảo bối có công dụng giải quyết được tất cả các bài toán mà không cần phải vắt não suy nghĩ. U là trời, nghe là thấy thích rồi anh em nhỉ, nhưng nếu dùng cái món bảo bối này miết rồi chẳng muốn động não nữa thì đáng sợ quá. Một câu đố dễ như ăn kẹo mà ai cũng có thể giải được, nhưng có đúng hay không thì còn phải xem xét, vì có đến 90% người lớn đã trả lời sai ở câu này rồi. Đố bạn Doraemon có bao nhiêu ngón tay? Su cả na cho bạn nào chưa tìm ra đáp án. Đây chỉ là một câu đố gỡ điểm, nhưng mình tin đã có bạn dừng hình tìm Doraemon để kiểm tra cho mà xem. Và chuẩn không cần chỉnh thì Doraemon là một chú mèo máy và chẳng có ngón tay nào cả. Triệu hồi các thánh toán học, ông Hoàng Ba Chúa thánh giải đố vào lật tẩy ngay cái câu đố xoắn não ăn tà la văn này. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m, có một bụi cỏ cách gốc cây 31m. Đố bạn làm sao để con hổ ăn được bụi cỏ? Ôi thần linh ơi, sau 10 giây suy nghĩ thì mình chỉ nghĩ ra được đây là một câu hỏi mẹo thôi. Vì bạn biết không, hổ là động vật ăn thịt và không ăn cỏ, nên cho dù bê cả cái bụi cỏ đến cho hổ thì hổ cũng chả thèm ăn đâu. Thử tài tinh mắt với câu đố đầy màu sắc tiếp theo, bạn chỉ có 10 giây để tìm ra những đồ vật cần tìm theo yêu cầu thôi.
mình gợi ý là hãy quan sát thật kỹ nha. Vì nếu mà dễ tìm quá thì chẳng phải câu đố của nhanh trí đâu. Các thánh sói chưa tìm ra thì anh em fan nhanh trí đã comment ngay đáp án rồi kìa. Ba cái đồ vật cần tìm là kem ốc quế, miếng bánh và chân dày, nó ở đây nè. Fan này bạn nào tìm ra được thì đúng là có đôi mắt xạ thủ luôn ý chứ đùa đâu. 9 câu đố trước có dễ quá không anh em? Mình là mình muốn đến cái câu đố cực hack mắt này để được solo với các bạn thông minh tình mắt nhất lớp đây. Đố bạn tìm được điểm khác biệt giữa hai bức hình. Ôi cha mẹ quỷ thần ơi, hoa mắt rồi hết cả cái triều đình mới tìm ra được một cái sự khác bọt nhất, nó ở đây nè. Fan này anh edit hack mắt quá anh ạ. Vẫn là chùm câu đố quen thuộc, chỉ khác là độ khó ngày càng tăng vì cái trình giải đố của anh em fan nhanh trí đang ở cái tầm vũ trụ rồi phải không? Đố bạn tìm đường Huki đi đến chỗ Kissy chỉ trong 10 giây đấy. Hết giờ rồi, mình sâu luôn cái đáp con nhà bà án cho anh em tỏ tường đây. Cái đường đi lối lại để Huki đến chỗ Kissy nó như thế này nè. Mà đã dành cả thanh xuân để đi giải đố thì sao mà bỏ qua được câu đố này chứ nhỉ? Hãy giúp Kissy tìm ra mảnh ghép còn thiếu để hoàn thành bức tranh nhé. Khoái, xong chưa anh em? Nhìn đáp án dối quá nhở, nhưng chính con nhà bà xác thì cái mảnh còn thiếu chính là mảnh ghép C này. Ghép thử ngay và luôn, ai chả cứ phải gọi là vừa in khinh khít. Nữa này, đỡ kịp thì đỡ, mà không đỡ kịp thì cũng phải đỡ. Một quả trứng vỡ, ấy thế mà đánh lừa được 99% người lớn cơ. Theo bạn thì cái nào thật, cái nào giả? Ôi mẹ ơi, mình tự nhận là người chơi hệ mê trứng đấy, nhưng cũng bó tay với ca này thôi. Thôi, anh edit công con nhà bà bố cho em cái đáp án với. Đây rồi, cái đáp án mà mấy cưng không thể nào tin được chính là quả trứng thật nằm ở bên trái, còn quả trứng bên phải chỉ là hình vẽ của một họa sĩ tài ba mà thôi. Giải qua chùm câu đố xoắn não hóc búa ngày hôm nay, bạn đã thấy mình thông minh tình mắt, sáng dạ như thám tử lừng danh Conan chưa? Nếu đã rồi thì giúp nhanh trí phá luôn cái vụ án này nha. Bạn hãy quan sát kỹ bức tranh và tìm ra ai là kẻ đã trốn khỏi nhà tù. Tin chắc vào đôi mắt tinh như đại bàng, tia đầu tỏ đó và khả năng quan sát, suy luận thần sâu thì anh em fan nhanh trí đã tìm ra Suka chính là người vừa trốn ra khỏi nhà tù. Mặc dù đã ngụy trang rất kỹ bằng những trái bowling thì cũng vẫn bị phát hiện ra bởi vì sợi xích với quả bóng tù nhân vẫn treo bên chân kìa. Triệu hồi 500 anh em phá đảo ngay câu đố mẹo cực hách não tiếp theo. Nói là đố mẹo nhưng vua giải đố mà IQ không ở cái tầm vũ trụ thì cũng chưa chắc đã giải được đâu nha. Thêm 5 vào 9 được 2, vậy đố bạn làm thế nào thêm 5 vào 9 lại có được 2 vậy? Câu đố nghe có vẻ cực khoai nhưng đáp án cũng là khoái cực đỉnh đấy. Sâu luôn cái đáp con nhà bà án cho anh em đây. Nếu cộng 5 tiếng tính từ 9 giờ sáng thì sẽ có 2 giờ chiều. Vậy là đáp ứng yêu cầu của câu đố rồi. Bạn nào có câu trả lời khác thì comment chia sẻ mình biết với nhé. Piu piu piu, bạn có muốn chính bản thân mình là một trợ lý của nhanh trí không? Muốn thì giải đố xong rồi sao kê và đố lại nhanh trí những câu đố mà bạn muốn đi còn gì. Mình đặt gạch chờ. À mà này, nhớ đăng ký kênh nhá.